Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em cập nhật lại cho tất cả các anh em một dự án Arano nhận tóc cần ANO nghe các bạn. Thì trên thông tin của dự án đã cung cấp ra là các bạn phải thâu được một các bạn xác minh danh tính các bạn. Các bạn phải thâu 0.1 tóc cần ANDX các bạn. Còn những bạn nào chơi Bri không xác minh danh tính thì chờ tới tháng 8 nha các bạn. Thì trên thông báo nó có thông báo như thế này các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thâu tóc cần ANDX nha các bạn. Thì phải xác minh quỹ bạn. Đây là bản cập nhật mới về vấn đề thông báo theo cầu mã thông báo ANO. Hãy để tôi giới thiệu bạn. Trạng thái xác minh của bạn hiện thế này. Yêu cầu tiền ANO của bạn phải xác thực địa chỉ BET20 và TC20 bất kỳ của bạn bằng cách giữ ít nhất là 0.1 ANDX. Lúc mới ra cập nhật thông tin thì khoảng 19 đô của bạn. Mình vì lý do mình bận quá nên mình không có làm cái video này được. Hiện tại giờ 0.1 token ANDX này khoảng 50 mấy đô các bạn, khá là nhảy giọt rồi. Đây là quy trình xác thực lần có thể được cung cấp cho điều kiện 5-10% thông báo ANO sẵn sàng hàng tháng. Các khoản tiền chưa được xác thực sẽ được chuyển vào ví sau tháng 8 năm 2021. Thì những bạn nào thì chưa không xác thực thì chờ tới tháng 8 các bạn. Mã thông báo sẽ lập tức được liệt kê trên các sàn giao dịch dựa trên nền tảng BNB Smart Chain và TRC20 và ERC20 và có lượng thành khoản cao các bạn. Thì một cái dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Thì các bạn để thâu được tốc cần ANDX thì các bạn click cái phần link thứ nhất của mình các bạn copy một cái sàn là Bankake Swap các bạn. Và bạn bắt vào. Các bạn qua mở phần này mình bắt up lại. Các bạn vào địa chỉ chọn mạng BNB Smart Chain của mình nha các bạn. Đây mình làm lại cho các bạn nữa các bạn. Vì đây thì cái bản cái ví chocolate này cập nhật mới nên mạng nó phân biệt các bạn. ETH thì ra ETH, BNB Smart Chain thì ra BNB Smart Chain các bạn. Rồi các bạn chọn mục đáp nè. Thì mình có đẩy link sàn Bankake Swap và các bạn chỉ việc copy cái link sàn Bankake Swap đó rồi các bạn bấm bắt vô đây nè các bạn. Các bạn việc bấm gỡ các bạn. Vì mình đã con chắc của token BN BNX cho các bạn luôn đó. Cho các bạn khỏi con chắc ANDX các bạn gì chọn vào YouTube này nè các bạn. Rồi bấm Continue các bạn. Rồi thì các bạn chỉ chọn vào 0.1. Là mình tốn được khoảng 0.093 BNB rồi các bạn. Cái này cũng khoảng 50 mấy đô các bạn. 51 đô. Rồi các bạn mới chịu bấm Swap nha các bạn. Yêu cầu các bạn phải giữ tốc cần ANDX này trong vòng 5 ngày được các bạn. Rồi các bạn có thể swap lại nha các bạn. Các bạn có thể rút tiền các bạn ra lại. Rồi bạn bấm vào confirm. Đừng nói không đủ phí mạng. Chấp thuận. Tại 52 đô các bạn. Quá lên cao luôn. Bạn 53 đô luôn. Quất luôn. Hôm là lên cách có mấy ngày lên 2-30 đô tại. Mình làm cái video này hơi muộn, các bạn thông cảm các bạn. Khi mà nó vừa ấy, mình vừa tìm hiểu là nó khoảng 20 đô rồi nó chưa được một tiếng sau nó nhảy lên ba mấy đô, giờ lên 50 đô rồi bạn chọn vào club các bạn. Phan đây có thành công rồi, chẳng thấy giữ được 0.1 token này thành công rồi bạn. Thì các bạn bắt đáp lại các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate ra thì các bạn sẽ mình có để link con chắc ANDX cho các bạn ở dưới phần link mô tả. Nếu các bạn nào mà gặp không có tốc cần ANDX thì các bạn bắt con chắc của mình vào một tìm kiếm các bạn thì sẽ ra các bạn. Đây mình đã nhận được rồi các bạn. Ok. Sau khi các bạn nhận được 0.1 tốc cần ANDX thì các bạn trở qua đăng nhập lại một cái sàn Arano các bạn. Rồi các bạn chọn vào ba chỗ gạch cùng nữa các bạn. Rồi bạn chọn vào một trang cá nhân của bạn rồi bạn chọn vào ANO phone. Sau khi các bạn chọn vào đây các bạn mới kết nối được các bạn. Các bạn bấm connect nha các bạn. Sao chưa có nói gì ta? Cái này chắc trên vi tính quá các bạn. Phan các bạn để mình làm sao các bạn.
Rồi nha các bạn, hiện tại trên web này các bạn có nét không được, các bạn copy cái link sàn mình đăng ký Anano các bạn. Các bạn mở trình duyệt cái chút đất của mình ra nha các bạn. Các bạn nhớ thu vào địa chỉ Anano nào thì các bạn dán vào trình duyệt link sàn Anano Network nha các bạn. Các bạn dán vào nha các bạn. Các bạn bấm vào connect. Rồi sau khi vào thì các bạn bấm vào mục connect chỗ này là bạn là tự động nó connect cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì uvalency mình đã được không tốt cần ANDX này các bạn. Mình phải lưu giữ trong vòng 5 ngày các bạn mới bán cái này đi các bạn. Sau này tốt cần nó trả các bạn việc bấm claim mà từ tốt cần ANO này nó sẽ về với chocolate cho tất cả các bạn nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con tốt cần cập nhật làm dự án ANO Network này cũng đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Có tích một xanh là thành công.